Mình còn sợ ma không Minh? Em hết sợ rồi anh Sang. Hết sợ ma rồi đúng không? Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Hôm qua thì Sang có phát hiện được á, có hai cái căn nhà hoang ở phía sau cái nghĩa trang ở chỗ Sang mọi người. Nên sáng hôm nay á thì Sang rủ mấy đứa nhóc trong nhóm của Sang. Mình hôm nay á sẽ làm một cái thử thách nha mấy đứa. Dạ. Tại vì lâu rồi thì Sang với mấy đứa không có đi khám phá những cái căn nhà hoang và làm những cái thử thách sống lại trong căn nhà hoang cho mọi người xem. Nên vừa mới phát hiện cái căn nhà hoang này á thì Sang rủ mấy đứa ở đây. Tối hôm nay á mình sẽ khám phá căn nhà hoang cũng như là ngủ lại đó một đêm nha mấy đứa. Dạ. Nhưng mà đặc biệt hơn á là không chỉ một căn nhà hoang mà có 2 đến 3 căn nhà hoang ở cái khu vực đó luôn. Và người dân ở chỗ Sang thì hay kể là những cái căn nhà hoang ở chỗ đó thì sẽ có ma nha Minh. Dạ. Nhưng mà Minh dám ngủ không? Dạ dám anh Sang. Ngủ lại một đêm luôn nha. Dạ. Ngủ một mình. Dạ không. Ngủ một mình thì không dám nhưng mà ngủ nhiều người thì dám đúng không? Dạ. Giờ để tới căn nhà hoang đó thì Sang với mấy đứa phải băng qua cái chỗ này và đi qua bên cái một cái nghĩa trang, và cái căn nhà hoang đó nằm ở phía sau cái nghĩa trang nha. Rồi thì mấy đứa sẽ sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Mình sẽ làm một cái thử thách là thử thách 28 giờ khám phá căn nhà hoang nha. Dạ. Rồi khởi hành đi. Giờ Sang với mấy đứa sẽ khởi hành đi nha mọi người. Giờ muốn qua được căn nhà hoang á thì phải băng qua cái nghĩa trang ở chỗ này, xong rồi tới đám tràm phía bên kia là tới nha. Dạ. Chắc là không có sợ không Minh? Dạ không. Không sợ đúng không? Dạ. Tại vì đông hả? Dạ. Thôi giờ đi. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ qua bên đó để khám phá. Có cái mộ đây hả? Cho con xin phép đi qua. Đi đường xuống dưới đây nè, quẹo lên rồi tính rồi. Ủa cái gì bự dưới ta? Lâu rồi Sang với mấy đứa mới có đi vào trong cái nghĩa trang ở chỗ này á. Lúc nhỏ nhỏ thì mấy anh em Sang hay vào trong đây á để chơi những trò chơi như ma lon này kia á. Nhưng mà lúc mà Sang lớn rồi thì lại ít vào mọi người. Đi 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 qua bên kia luôn đi. Đi qua bên kia luôn rồi có cái đường quẹo xuống như đó. Ở đây đi trước cho. Ở đây có một cái gì vậy? Nghe không? Ở đây có một cái cục gì, cái mộ của ai rất là to luôn mọi người. Một cái mộ như một cái tháp luôn. Mộ công an. Có đường đi ra đây. Ở kia có một cái mộ rất là to luôn mọi người. Mọi người thấy không? To như một cái nhà đó nha. Như mấy đứa đi nãy giờ mọi người thì cũng đã tới căn nhà hoang rồi nha. Cái căn nhà hoang này nằm sau cái mương ở chỗ này. Giờ thì anh với mấy đứa sẽ vào phía trong căn nhà hoang này đi khám phá nha. Dạ. Xong rồi mình đi tiếp cái căn nhà hoang thứ hai ở phía sau cái đồi này nha mọi người. Ở đây thì có hai căn nhà hoang một lúc. Bây giờ thì như vậy nha, anh với mấy đứa sẽ bây giờ sẽ vào khám phá cái căn nhà hoang này trước ha. Xong rồi mình sẽ qua căn nhà hoang phía bên kia, mình sẽ làm một cái lều mình ngủ lại. Anh có mang thêm mấy cái lều. Rồi tối nay mình sẽ khám phá tiếp cái căn nhà hoang kia nha. Dạ. Tại vì khám phá nhà hoang thì khám phá vào ban đêm nó mới hấp dẫn mọi người. Còn nếu mà khám phá vào ban ngày này á, là chủ yếu để cho biết thôi chứ nó cũng không quá sợ đúng không mấy đứa? Dạ. Thôi giờ thì đi. Giờ Sang với mấy đứa sẽ đi vào cái nhà hoang này nha mọi người. Đây là một cái căn nhà hoang mà nó nằm ở một cái khu đất trống ở chỗ này luôn. Gần như không có cái nhà nào ở đây nữa. Giờ mời mọi người vào phía trong cái căn nhà này nha. Cái căn này nhà này thì cũng lâu lắm rồi không có ai ở. Nó nên nó sẽ như vậy là mình không có cửa gì đâu. Ồ, nhiều phòng quá hả? Đây, một căn nhà hoang rất là rộng luôn nha mày, cực kỳ rộng luôn nha. Xung quanh nó sẽ như vậy này. Nguyên một bãi đất trống luôn mà. Cái căn nhà này còn rất là mới luôn mọi người xem cái sơn của nó này. Bỏ uổng quá. Ủa, cái này giống như là cái... sao người ta xây kỳ ha. Cái này là cái giường đó mọi người. Đây này, người ta xây nguyên cái cục này giống như là để khỏi làm cái giường á, cái cục xi măng. Còn bên đây có tủ đồ nữa này. Hay ha.
Khỏi phải mua tủ luôn, bỏ quần áo vô trong đây luôn. Đúng rồi, tôi xây luôn. Ừ, qua phòng bên kia, đây là một phòng luôn rồi. Ở đây là có thể nhìn xuyên qua được rồi. Cái nhà này là được cái là vẫn còn la phong, vẫn còn nóc luôn rồi. Giống vậy luôn hả? Dạ. Cái tổ mà cái giường nhỏ hơn xíu. Ừ. Hả? À tổ ốc. Còn mé bên đây là cái hiên của nó mọi người. Nói chung là mấy căn nhà này mà khám phá ban ngày thì cũng không có gì quá sợ, chỉ có vòng đêm á. Chắc là những căn nhà này nó nằm ở nghĩa trang á nên người ta cũng không ở được mọi người. Ồ, phía sau đây có cái ao. Ừ. Cái khu này là bỏ qua nguyên khu luôn. Nên phía sau đây có một cái ao mọi người. Cái ao có cá nha. Ui mấy bên đây có cái mộ nữa dẫn rồi. Kìa. Kìa. Có cái mộ có cái mộ gần nhà luôn mọi người. Hai cái luôn. Người ta không ở đúng rồi. Bên đây là cái gì? Còn cái khu phía trong đây á, là nhà vệ sinh của người ta. Ô, bên đó là cái gì vậy? Còn phía bên đây là cái bồn nước nha mọi người. Cao quá à. Chưa có để sợ mấy đúng không? Dạ. Thôi rồi thì cái căn nhà này á, thì Sang sẽ khám phá sơ sơ thôi mọi người. Chủ yếu là cái căn nhà thứ hai. Cái căn nhà đó thì nó nhìn nó rất là u ám và rất là đáng sợ luôn. Mình sẽ qua căn nhà đó để ngủ lại nha. Dạ. Sẽ có mang theo mấy cái lều. Giờ thì sẽ qua căn nhà đó để mà làm lều. Rồi tối hôm nay á, Sang với mấy đứa sẽ khám phá cái căn nhà kia nha mọi người. Còn căn nhà này thì cô không sợ mấy. Đi, đi, đi ra đi. Đi qua căn nhà kia. Căn nhà đầu tiên Sang với mấy đứa khám phá mọi người thì nó nằm ở dưới kia kìa. Đi lên đây một đoạn á, thì cũng đã tới cái căn nhà hoang số 2 rồi nha. Dạ. Cái chỗ này á, thì người dân ở chỗ Sang hay kể về cái căn nhà hoang này nè. Là buổi tối á, khi mà người chủ căn nhà này người ta ngủ ở phía trong đó, xong sáng hôm sau người ta dậy á, thì sẽ bị khiêng ra ngoài khỏi nhà mọi người. Nên cái căn nhà này người ta bỏ hoang luôn. Đây là một cái căn nhà mà nó nằm ở giữa nguyên một cái bãi, một cái đám rẫy rất là rộng nha. Ở dưới kia á, thì có một cái đám quýt. Ở đây là một cái đám sồi nè, trên đây là có bãi đất trống. Rồi thì anh với mấy đứa sẽ vào đi xung quanh cái căn nhà này nha. Dạ. Đây nè, cái căn nhà này thì nhìn nó u ám hơn rất là nhiều so với cái căn nhà kia nha. Tại vì mọi người thấy cỏ nó mọc lên rất là cao rồi. Có những bụi cỏ nó leo là tận tích lốc nhà luôn. Đi lên phía trước đi mày. Xung quanh căn nhà hoang này thì có một cái đám rẫy rất là rộng nha mọi người. Cũng bỏ hoang luôn. Không biết chủ nó là ai hết cả. À, ở đây là có mấy cái sồi to này. Nhưng mà chưa có trái. Ở phía dưới kia thì có một cái đám quýt nữa. Còn đây là cái phía trước căn nhà nè mọi người. Sợ không Minh? Dạ không. Không sợ đúng không? Do là ban ngày đúng không? Dạ. Ban đêm thì theo như Sang nghĩ là cái khung cảnh nó sẽ thay đổi hơn rất là nhiều mọi người. Đây là phía trong nhà này. Từ đây là mình có thể là nhìn được qua phía bên cửa sổ này. Đi 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 bên đó. Cỏ đã mọc rất là cao rồi. Còn phía sau kia là cái phần nhà bếp. Phía trước đây là cái nhà chính của nó này. Cái cửa mà cỏ mọc nhiều quá mọi người. Ở đây có cái cửa, có cái cửa để đi vào này. Đi đi con. Đây để em đi trước. Ở đây có cái đường vào nè mọi người. Tối nay mình vô đường này được ha. Dạ. Cái chỗ này có cái cửa sổ để chui vào này. Tối nay Sang với mấy đứa sẽ đi qua cái đường này vào phía trong nha. Không phải ra đi.
Do bây giờ trời còn sớm quá mọi người, nên Sang với mấy đứa chưa vào trong khám phá nha. Do có lẽ đi xuống dưới cái đám quýt để hái quýt đi ha mấy đứa. Dạ. Tại vì cái khu rẫy này mọi người, nó có một cái đám rẫy rất là rộng luôn. Cái căn nhà này là nằm ở giữa cái đám rẫy đó. Ở phía dưới kia thì có một cái đám quýt to. Giờ thì mấy đứa nó sẽ rủ Sang xuống dưới đó để đi hái quýt. Cái đám quýt bỏ hoang luôn nha mọi người. Hái một quýt, ít quýt xong rồi xuống dưới cái ao tắm ha. Dạ. Dưới đó có một cái ao to nữa mọi người. Mình sẽ đi tắm ao với hái quýt. Xong rồi khoảng tầm 4 giờ chiều Sang sẽ quay lên trên đây làm một cái chỗ ngủ. Rồi mấy anh em Sang tối hôm nay đúng 12 giờ đêm. Cái căn nhà thì nằm ở đây nha mọi người. Còn phía dưới đây là cái đám rẫy của căn nhà nha. Đám rẫy này thì cũng bị bỏ hoang luôn. Ở đây có mấy cây sồi rất là to, nhưng mà mùa này sồi chưa có trái. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi xuống dưới kia để hái quýt mọi người. Mới dưới đây là có một cái ao to lắm mọi người. Có trái không? Ồ, có cái nhãn nữa vậy anh. Đây là nguyên một cái vườn rất là rộng luôn mọi người. Toàn là cây to thôi. Mấy đứa cũng đã đi xuống tới đám quýt rồi nha mọi người. Sang cho mọi người xem, đây là một cái đám quýt người ta bỏ hoang nha. Cỏ thì mọi người thấy là nó mọc lên tận tích trên phía trên cây quýt không? Không có ai chăm sóc hết cả. Nhưng mà cho mọi người xem đây nè, phía sau lưng Sang này. Cây quýt này gần như là nghẹt trái luôn. Nhưng mà có cái là trái không bự do không chăm sóc này. Đây một nhánh này. Quá trời luôn, chùm lên mọi người. Cái này là trái quýt nha. Ui, dễ rụng quá ha. Ui cây kia. Giờ đi kia. Giờ thì mấy anh em mình sẽ đi lựa những trái quýt bự nha. Dạ. Những trái quýt ngọt nhất rồi ăn thôi. Chứ quýt mà người ta bỏ hoang không chăm sóc thì sẽ rất là chua mọi người. Đây xem trái này. Đi kiếm nó mấy đứa. Đã ghê không? Hả? Ê, hai đi. Trái bự còn trái bự này nha. Đâu? Ờ, trên đó hả? Quá trời luôn nè. Cái này bị háp nắng. Đi đi coi có trái bự thì hái nha mấy đứa. Đi kiếm mấy trái bự hái thôi. Chứ mấy trái nhỏ nhỏ này thì chua lắm. Sang nãy giờ cũng đã kiếm được cây quýt một cái trái bự rồi nha mọi người. Lựa những cái trái nào mà nó to nhất mình hái mình ăn thôi. Đây Minh ơi, Minh. Phanh cái áo đó đi. Anh bỏ vô đầy cái áo rồi một hồi ngồi chung ăn nha. Này, lựa những cái trái to to thôi. Cái này mà có người mua thôi là đi cắt ở cái đám quýt bỏ hoang này mọi người, đem đi bán cũng được nữa ha. Tại vì nhiều lắm. Cái cây nào cũng gọi là nghẹt trái mọi người. Bên dạnh có không? Cứ hái bỏ vô áo nha. Ui, trên kia quá trời luôn kìa mình. Hơi gai một chút nha. Đây nè, toàn trái to thôi. Mà lựa mấy trái vàng vàng á hái. Qua đây Minh ơi, quá trời bên đây nè Minh ơi. Hôm nay là xài như đứa bội thu luôn mọi người. Đây nè, trái này là ngon luôn nè Minh. Hơi cao một chút. Đây, mọi người thấy cái trái này không? Kia, đâu? Ừ, hái đi. U vàng hết cây luôn nè Dạnh ơi. Đây nè mọi người. Mọi người thấy trái của nó không? Từ dưới gốc lên tới ngọn luôn nha. Trái này, nhiều lắm. Qua bên đây nè Dạnh ơi. Những cái đám rẫy bỏ hoang ở dưới sàn mọi người, mặc dù là người ta không tưới nước, người ta không bỏ phân, nhưng mà do đất nó tốt á thì những cái cây như thế này nó cũng tự ra trái nha. Mà trái lại rất nhiều nữa. Chứ cái là nó không to thôi, nó không đủ chất dinh dưỡng á. Ủa sốc. Quá trời luôn. Trái này chín quá vàng. Ở đây sang những đứa phát hiện là có một cái chùm quýt rất là nhiều trái bự luôn mà, sai trái luôn. Ủa? Hơi cao một chút. Bước đi thải xuống cho Toàn đấy nè. Wow, một chùm của nó nè mọi người. Rồi bỏ vô. Đã không? Mấy cái trái nào mà nó căng như vậy là mọng nước lắm à. Cái này giờ mọi người, thành quả thì được bao nhiêu đây nè. Bên đây là một áo, bên đây là một áo. Rồi đổ xuống đi, đổ xuống ngay đây. Giờ ăn nha. Quá trời luôn, như đây dư sức ăn. Còn ở trên cây thì Sang nói với mọi người là phải nói là nó nghẹt cây luôn. Gần như là cây nào cũng nghẹt trái cả. Hái cái này là phải, quá trời luôn, lát hái sao. Hái cái này là phải lấy xe tải mà chở về ăn đi mấy đứa. Đây lựa những cái trái ngon nhất, vàng để ăn. Đây một trái vàng nha. Lột ra. Quýt mà người ta không xịt thuốc thì vỏ nó sẽ rất là dày. Mà không biết là ngọt hay không. Thơm ha.
Trái này không phải trái chanh nè mọi người, trái này là chỗ sang gọi là chú ít nè. Đây, mời mọi người nè, cắn cái này luôn nha. Sao này hết nước rồi hả? Mời mọi người nha. Ngọt, ngọt. Mọi người có cảm ngọt. Ngọt lắm. Dạ. Sao tưởng nó chua nhưng mà nó ngọt mọi người. Ở đây Sang với mấy đứa vừa mới lột được những trái quýt ngon nhất rồi mọi người. Bây giờ thì mình sẽ ăn nha. Ăn xong rồi sẽ đi xuống ao tắm với mấy đứa. Dạ. Tắm xong thì Sang với mấy đứa chiều nay sẽ quay về căn nhà hoang đó. Mình sẽ dựng mấy cái lều lên và ngủ lại căn nhà hoang đó một đêm. Đúng 12 giờ đêm nó sẽ đi khám phá căn nhà hoang đó nha mấy đứa. Dạ. Thôi, giờ mời mọi người nha. Rồi cắn mình. Có cắm rồi. Khỏi lột ra mà cắn. Ui. Anh tính nó cắn một miếng nhỏ ai nó cắn nguyên trái. Con mời cả mọi người nha. Mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Trái ăn chua dữ hả? Ừ rồi, rớt nước mắt luôn. Có trái chua, trái ngọt à. Dạ. Hình như là cây nào nó ngọt ngọt, cây nào chua chua, cây nào chua dữ lúc nãy ăn mình thử mà. Dồn nguyên một không. Con mời cá cam nè. Chua lắm. Chua lắm. Giờ là 3 giờ chiều nha mọi người. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa ở trong đâm quýt á, ăn quýt no nê luôn, khỏi cần phải ăn trưa. Giờ thì Sang vừa mới gọi nhóc Văn là mang cho Sang 3 cái lều để mà tối nay Sang với mấy đứa sẽ cắm trại và ngủ lại chỗ cái căn nhà hoang này một đêm nha. Ở cái khu vực này là cái chỗ ở phía sau căn nhà hoang. Ở đây nó có một cái bãi đất trống mọi người. Nên Sang với mấy đứa đang chặt một quýt lá cây để mà lót ở chỗ này. Văn thì nó mang cho Sang 3 cái lều 2 người đây nè. Giờ thì mình sẽ lót lá cây xong thì sẽ bung lều lên. Rồi sẽ đi tắm ao nha mấy đứa. Tại vì nãy giờ thì định đi tắm nhưng mà chưa kịp tắm mọi người. Phải làm lều trước, sợ là chiều nay là gió nó tới á. Thế xếp mấy trong kia kìa, cái lều này hai người xếp dài trong kia đi mấy đứa. Này là một cái, bên đây thì làm tiếp một cái nữa. Còn cái chỗ trống này á, thì Sang mấy đứa sẽ để dành để tối nay mình sẽ nấu nướng đồ ăn ngay chỗ này nha. Rồi, bung cái lều này ra. Cái lều này lều hai người nhưng mà tính ra ba người, bốn người ngủ vẫn rộng mọi người. Tính cứng như ta. Đó, được rồi đó. Vừa không? Vừa chỗ không? Bung bung cái đó ra đi, tiết kiệm chỗ nha. Chứ không là không đủ cho ba cái đâu. Này á, thì dựng rất là nhanh nha mọi người. Chỉ cần bung ra xong là cột dây là xong rồi. Không cần phải nối cây nha. Nên Sang với mấy đứa cũng đã dựng xong ba cái nha. Tối nay thì Sang với một đứa sẽ ngủ cái này. Xong hai đứa ngủ cái kia, hai đứa ngủ cái này. Là tròn 6 người nha. Với lại cái lều này thì nó cũng rộng á. Ba người, ba đứa nhỏ ngủ một lều á thì cũng rộng thanh thang mọi người. Còn cái bãi phía trước đây á là tối nay mình sẽ nấu nướng đồ ăn ngay đây nha mấy đứa. Dạ. Bây giờ thì trời còn sớm, ăn quýt thì cũng no rồi nên chưa có nấu nướng đồ ăn ha. Dạ. Và bây giờ mình sẽ đi tắm nha. Dạ. Tại vì phía sau cái chỗ cái đám rẫy này mọi người thì nó có một cái ao rộng lắm. Sang đứa sẽ qua bên cái ao đó để tắm rửa cũng như là kiếm một ít ốc bươu vàng. Tối nay thì sẽ làm bữa ăn nha. Rồi đi mấy đứa. Dạ. Lấy cái ba lô cho anh đi. Rồi mình đi thôi. Buổi chiều ở phía trên đây á nó yên tĩnh lắm nha mọi người. Đi cầm ba lô đi, đi ra kia đi. Dạ, Sang mấy đứa sẽ đi xuống dưới cái ao của cái khu rẫy này để tắm nha. Nó có một cái ao rất là rộng mọi người thấy không, rộng mênh mông luôn. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ tắm rửa buổi chiều ha, xong mà quay lên để nấu ăn rồi xuống tắm mấy đứa. Chỗ này cạn à, không sâu đâu, chắc tới luôn rồi. Ở ngoài kia thì nước sẽ sâu á. Thôi tắm thôi. Ơ xi măng ha. Dạ. Anh tưởng là đất. Gọi đâu chứ. Ê. Từ từ chưa gọi mà lặn hết rồi. Gọi đâu đi. Bây giờ Sang với đứa sẽ tắm nha mọi người. Tắm rửa sạch sẽ xong rồi lên nấu nước đồ ăn. Ngoài nó sâu á mình. Ngoài nó sâu lắm á. Lặn xuống đâu. Ui chà mắt quá. Trời mắt ha. Dạ. Mặt trời đang lặn xuống mọi người. Luật mình.
sang với mấy đứa vừa mới tắm xong mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lo tới bữa ăn chiều với mấy đứa. Dạ. Tại vì hôm nay là một cái chuyến đi khám phá chứ không phải là chuyến đi sinh tồn. Nên Sang có mang theo ở đây là một ít đồ ăn nhanh nha. Gồm có ở đây là mấy cái gói nấu lẩu này, một gói. Trong cái gói nấu lẩu này thì có tôm, cá, mực luôn mọi người. Đây, nói nấu lẩu hải sản nha. Bên đây là có hải sản, có mực luôn. Có cá biên chiên nè, bò biên chiên nè. Cũng như là ở đây có một cái chai nấu lẩu, nấu nổ mắm nha. Hôm nay thì Sang với mấy đứa sẽ nấu một cái là nồi lẩu mắm nha mấy đứa. Dạ. Bên đây thì có nấm nè. Giờ Sang với mọi người mình sẽ bắt đầu nấu lẩu nha. Mấy đứa xé hết cái gói hải sản bỏ vô đây đi. Rồi cho nước vô mấy đứa, cho hai chai nước vô. Thì mấy đứa vừa mới xé cái phần lẩu ăn nhanh ra nè mọi người. Gồm có mấy cục cá biên chiên, hai con tôm, một con mực, với lại mấy cục bắp. Đó là một bịch nước lẩu, nhưng mà hôm nay thì Sang không có sử dụng cái bịch nước lẩu này nha. Bên đây thì có mấy con tôm nhỏ xíu, một quả ớt, hai cưới cá, với mấy cục cá biên chiên, hai cục bắp. Cái nước lẩu này thì Sang sẽ không sử dụng nha, mà hôm nay mình sẽ ăn lẩu mắm nha mấy đứa. Dạ. Này có chai lẩu mắm này, ăn lẩu mắm cho nó ngon. Rồi. Cái đứa bỏ bịch nước lẩu ra đi, còn cái kia bỏ vô trong cái nồi đi. Một chai lẩu mắm cho hết vô trong đây luôn. Đợi nó sôi lên là mình bắt đầu là nấu thôi. Bốn cái gói lẩu mọi người thì được bao nhiêu đây đi? Bốn khứa cá nha. Cho vô luôn, cho cá vô luôn nấu cho đỡ tanh. Cá này chắc là cá tra rồi. Vẫn còn đông đá luôn. Được hai con mực to. Được con mực cũng vừa vừa mọi người. Cạn không ta? Ui, ui nóng. Ơi vừa đủ luôn. Chắc nấu vô hồi nó cạn á. Còn nấm này kia nữa. Nhiều nước quá ha. À, hôm nay ăn thì Sang với mấy đứa sẽ ăn bằng mì gói. À, tính là mua bún nhưng mà buổi chiều này thì không có bún á, nên ăn bằng mì gói thôi. Mỗi người một hũ. Hai đứa ngồi bên đây đi. Mỗi người một hũ. Đó xong rồi đó, giờ bớt lửa riu riu lại là cho nó chín thôi. Hấp cẩm luôn nha người. Vừa mắm mà vừa có kim chi nữa. Nấm chắc cho đợt sau đi ha. Dạ. Giờ mà cho nữa chắc càng. Đảo lên lần như vậy nè. À mà kim chi này đáng là ăn sống mà ha. Đúng rồi. Mình cho vô lẩu là vậy là sai rồi. Hơi mặn á. Rồi bỏ rác qua bên, nấm lát cho sao. Rồi mọi người một cái nha. Dạ. Mọi người một ly cầm đi. Bỏ hết cái gia vị ra thôi. Rồi đưa cái ly mì đây anh múc nước này. Này thì quên mang theo cái giá múc múc nước mọi người. Mình lấy cái đầy múc luôn. Hồi nãy thì Sang lỡ tay là đổ cái kim chi vô, sợ là nó mặn. Thế ra không đổ nước. Rồi nhé. Hơi nóng vậy. Đấy. Minh, đưa đây. Dạ. Minh. Thắp xuống Minh. Cá thì anh nghĩ là chắc chưa chín đâu. Giờ là mình ăn cá biên chiên trước nha. Từ bớt lửa làm một chút. Rồi ăn đi mấy đứa ơi, chín hết rồi đó. Này gấp cái này nè. Nhìn ngon vậy nè. Cái lẩu đông lạnh này nhưng mà uống cái cục này. Cái đũa này hơi khó gấp. Cái lẩu đông lạnh nhìn vậy thôi nhưng mà nhìn nó rất là thơm, rất là ngon mọi người. Mời mọi người nha. Thơm mùi mắm nữa. Mời ăn đi nữa. Gấp đi. Hơi nóng. Hỏi nè, nóng quá. Mời mọi người nha. Con mời các tắm người. Mời mọi người nha. Cái cục đó ngon lắm đúng không? Dạ. Không phải cá biên chiên. Nghe mùi ốc đúng không? Ốc xả đúng không? Đúng rồi. Cái cục này mọi người nghe mùi giống như là người ta băm ốc ra xong người ta trộn chung với xả, chung với bột á, người ta nấu lên nha, không phải là cá biên chiên hoặc bò biên chiên. Dài dài thôi. Ừ, ngon lắm. Đây thêm một cục này nữa nha. Mời mọi người nha. Cục bia luôn. Thơm. Cứ hết ăn lại nữa. Dạ. Rồi. Cho Minh con tôm nè, con tôm hùm Alaska nè. Đây nè. Được Minh không? À Minh nè. Nè Tâm nè. Ở đây thì có mấy con tôm, gấp tôm đi, gấp tôm đi mấy đứa. Gấp tôm đi nè. Tôm Alaska. Nè nhóc Cao Vĩnh nè. Nè gấp Thái, nè ba con của ba đứa luôn nè. Ui 7 con đúng không? Hả? 6 con hả? Thôi giờ ăn đi. Anh ăn cá. Anh ăn cục này. Cục này ngon quá. Hình như là một gói chỉ có một cục này thôi mọi người. Mà cục này rất là ngon luôn. Mọi người thấy nó sôi không? Mời mọi người nha.
cái tôm nhỏ rồi. Rồi cho mình với mấy đứa ăn thôi. Mời cảm ơn người nha. Rồi sàng sẽ à, Thái này ăn mực nè. Dạ tốt rồi. Sàng thử con mực nè. Không ăn tôm mực đi. Đâu còn con mực nữa. Cái cá cũng chín rồi, ăn cá luôn cũng được. Luôn con mực này dễ thương ha. Đây mời mọi người nha, sẽ ăn thử con mực. Nồi lẩu hơi nóng chắc tắt lửa đi gì. Ngon quá, mà ngon. Và cái gói mì của Sang cũng đã nở mọi người, nên mình sẽ ăn mì nha. Gấp một ít cây kim chi này. Cái đũa hơi khó gấp ha. Dạ. Đó, cho vô mì. Hay. Mời mọi người nha. Hôm nay thì được bữa là không có đi sinh tồn, nên ăn uống cho nó ngon một bữa. Mấy bữa nó đi bắt cá sinh tồn thì sẽ ăn khổ sao. Đậu mà ăn mì thì ngon ha. Dạ. Ăn bún sợ không ngon bằng mì đâu. À, cái nồi lẩu của anh nấu thì ăn ngon không mấy đứa? Dạ. Mà no căng bụng luôn đúng không? Dạ. Nói thật với mọi người, bây giờ sẽ ăn xong nồi lẩu mà sẽ ngồi xuống mà cảm giác nó no quá trời no luôn. Nhưng mà vẫn còn đồ ăn nha. Hôm nay thì Sang có mua ở đây mấy cái gói kẹo này. Kẹo này gọi là kẹo siêu chua, kẹo chua nhất thế giới nha. Dạ. Giờ anh với mấy đứa thử thách nè. Dạ. Xem ai là người nhăn mặt trước. Mỗi người sẽ xé ra vậy. Xé xé hai bịch này đi. Đây thì mấy cái bịch này giống nhau, để đâu đi. Rồi, đây là cái kẹo phía trong của nó mọi người. Đó, anh đổ ra đây nha. Đổ ra đây đó. Cái kẹo này là kẹo ai sẽ phát cho mỗi người một cái. Rồi từ từ xé ra rồi mình ngậm như này nè. Răng nè. Khâu khỉnh nè. Tâm nè. Mớp nè. Nè Thái nè. Rồi anh nè. Giờ thì xé ra nha. Để xem là ai là người ăn chua giỏi nhất rồi. Nghe nói là cái kẹo này nó chua dữ lắm. Thơm không? Thơm không? Đây là cái viên kẹo của nó mọi người. Nó tròn tròn như vậy nè. Này thử thử vô. Ừ, thơm lắm. Rồi, rồi ngậm đi. Rồi mấy đứa cho vô miệng ngậm đi. Cảm ơn mọi người nha. Ngậm nha, đừng có nhai nha. Ngậm đi, mời mọi người nha. Gì không? Con mời các cậu người. Sao Minh? Núc rồi. Chua ăn sàn. Chua cỡ nào? Trời ơi, nó gấp 10 lần chanh đó mọi người. Chua mà còn chịu chắc chát. Ừ, cái vị của nó là vừa chua mà nó vừa chát nha mọi người. Nhưng mình ngậm thì không sao, nhưng mỗi lần mình nút vô cá là nó tuôn hết nước miếng ra. Nó ngọt lên hả? Ừ. Vậy nó ngọt lên hả? À, nút một hồi nó ngọt lại. Ngon ha. Dạ. Ừ, giờ đã ngọt rồi. Cái kẹo này ở phía ngoài nó chua nhưng mà phía trong nó ngọt. Ừ. Thôi giờ sang với mấy đứa. Chua nữa. Chua trong chua hơn nữa. Có lớp hả? Dạ. À, đúng rồi, chua nè. Cái kẹo này nó sẽ có từng lớp nha mọi người. Nút hết lớp chua thì sẽ tới lớp ngọt, xong rồi hết lớp ngọt sẽ tới lớp chua. Ôi, chua quá. Thôi cái kẹo này bỏ qua bên đi ha. Giờ thì mấy đứa vô trong ngủ đi. Bây giờ là cũng là 7 giờ tối rồi, nhưng mà cho mấy đứa ngủ sớm. Tại vì tối nay đúng 12 giờ đêm á, thì sang với mấy đứa sẽ vào phía trong căn nhà quan đi khám phá nha. Còn giờ thì cũng giờ Văn với lại Văn và lại hai đứa này ngủ bên đây. Mình qua đây. Mình qua đây ngủ chung với anh. Văn ngủ chung ba đứa. Thái với lại Dạnh ngủ bên đây. Đây nè, mỗi cái lều một cái mền thôi. Dạ. Ngủ sớm đi rồi đúng 12 giờ sẽ dậy nha mọi người. Dậy đi đi khám phá nhà quan. Còn giờ thì sốc, Minh vô cho. Dạ. Mày đưa kéo cái ấy lên đi. Hạ cái ấy xuống cho nó đỡ nóng. Mùa này là mùa lạnh nhưng mà ngủ trong lều này thì nó nóng lắm nha mọi người. Nên mình chỉ kéo cái phần màn lên thôi. Còn cái phần bạc phía ngoài thì mình không kéo nha. Nếu mà kéo lên thì ở trong đó thì chịu không nổi đâu. Đó, ngủ trong lều thì được cái là nó chống mũi luôn. Mấy đứa thì nó cũng đã ngủ say rồi. Khi nãy thì Sang định là ngủ chung với Minh.
Nhưng mà tối nay thì sẽ có kế hoạch rất là quan trọng mọi người. Nên cho ba đứa lớn nó ngủ bên cái lều bên đây này, còn ba đứa nhỏ nó ngủ bên đây. Giờ thì Sang sẽ kêu ba đứa lớn nó dậy để mà phụ Sang thực hiện một cái kế hoạch này nha. 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 Dậy. Kêu hai đứa dậy. Từ thôi, từ thôi. Dậy đi, mở cửa ra. Đi nằm. Ra đây đi. Để cho mấy đứa kia nó ngủ nha. Thì mấy đứa có nhớ cái đợt mà mấy đứa nhỏ nó nhuộm tóc không? Thì kể từ cái lúc đó tới giờ mọi người Sang định là trả thù mấy đứa, nhưng mà chưa có dịp để trả thù. Hôm nay sẵn tiện là trong cái video mà khám phá cái căn nhà hoang này nè, thì một xíu nữa là Sang với mấy đứa sẽ vào khám hóa. Nhưng mà Sang có một cái kế hoạch như vậy mọi người. Là ở đây á, anh có chuẩn bị cái này. Thì thấy là cái gì không? Mặt nạ ma mua mua nha. Cái này á thì đây nó hơi ghê một chút, mọi người thông cảm, mọi người xem cái phần miệng của cái con ma này nè. Đấy, giờ thì sẽ cho một đứa để đeo cái mặt nạ ma mua mua nha. Còn bên đây á, rồi Giang cầm cái hộp đây. Đây là mặt nạ hóa trang ông già. Thấy không, mặt nạ hóa trang ông già. Cười lớn, nhỏ nhỏ thôi. Một đứa sẽ mang mặt nạ ma mô mô và một đứa mang mặt nạ ông già nha. Rồi á, sẽ núp ở phía trong căn nhà hoang kia. Rồi anh sẽ cùng với mấy đứa nhỏ vào trong căn nhà hoang, rồi mấy đứa sẽ hù nó nha. Để trả thù một lần mọi người. Tại vì cái đợt trước á, mấy đứa nó chơi sẽ nó trêu Sang, nhưng mà Sang chưa có dịp trả thù lại. Giờ thì anh có chuẩn bị mấy cái áo khoác đây nè. Giờ thái mặc hai áo khoác vô đi thái. Cho người nó bự lên. Giang á, Giang mặc áo khoác đeo mặt nạ ông già nha. Đây, mình thái mặc áo khoác trắng nè, mặc cái này luôn, mặc hai cái vô. Đây, thái mặc áo khoác trắng đi. Rồi, cài nút lại nha. Giang thì phải mặc làm sao cho người nó phùng phình lên mọi người, thì nó mới giống ông già được. Rồi, mặc vô đi. Đó, mà màu trắng trắng gì nè, nó mới nổi. Rồi khui khui ra vậy nè. Rồi Giang đeo cái này vô nha. Coi cái tháo cái củi xuống. Rồi đeo vô đi, đeo vô đi. Đeo, đúng rồi, đeo vô luôn. Rồi đeo vô luôn. Nhỏ nhỏ thôi. Cho cái anh sợ quá Giang ơi. Anh sợ quá. Cho cái này vô, không dám cho. Rồi cho vô đi. Cho cái này vô trong nè. Nhìn này. Cho vô đi. Giang nhìn qua đây nha. Rồi nhìn qua đây. Thấy đường không? Thấy đường không? Thấy đường hả? Nhìn qua cái lỗ này hả? Rồi một cái ngồi xuống đi. Còn đây mọi người, cái này kinh dị quá. Rồi thái ra mặt vô đi. Thấy không? Thấy không? Xé xé ra một chút đi. Thấy không? Rồi hai đứa ngồi bên đây đi. Hai đứa ngồi bên đây. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ừ, nhìn thằng Giang ghê hơn cái đầu bự quá. Đây mọi người, đây là thành quả của Sang với mấy đứa nha. Một cái để tóc như vậy nè. Một ôi tóc này mướt dữ ta. Ừ, tóc của cái con Momo này mướt lắm mọi người, xem nè. Đen nó bóng luôn nha. Một cái là Momo, một cái là ông già mọi người. Giờ thì đây, anh với mấy đứa sẽ vào trong nhà hoang để ẩn nấp nha. Rồi một xíu anh sẽ kêu mấy đứa nhỏ vậy, chứ nó chưa dậy đâu. Rồi Giang leo lên. Được chưa?
ở đây là phía trong căn nhà. Để vào trong căn nhà thì ở đây có một cái cửa sổ, mình sẽ leo theo cửa sổ để vào nha. Sao Giang leo được hay? Leo được không? Nhìn thái sợ thiệt luôn rồi. Mà anh thấy ma mu mu nhìn ghê quá. Mọi người thấy là căn nhà này bỏ rất là lâu rồi, cỏ nó mọc vô tận tới trong đây luôn nha. À, đây là phía ngoài này. Đây phía ngoài cỏ mọc tận sát vô nhà luôn. Còn bên đây thì nó sẽ như thế này. À, cái chỗ sang mấy đứa cắm trại kia. Thì Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm cái chỗ để cho Giang ẩn nấp nha. À. Tìm mẹ. Ở trong đó anh trời, trong cái lỗ đó. Tìm cú quốc hả? Ừ, tìm cú quốc nè. Cầm đây. Tìm phủ. Bỏ ra chỗ cũ cho ta. Ui, cái nhà này ngoài nhỏ mà trông rộng ghê luôn á. Ở trong rộng lắm nha. Ở ngoài nhìn nhỏ mà người, ở ngoài Sang nhìn vào nhỏ xíu à. Mà ở trong này một phòng nè, hai phòng nè, ba phòng, bốn phòng luôn. Giờ đi kiếm nút chỗ nào đi. Từng phòng nó đang như vậy. Nhìn rộng quá ha. Ở ngoài thì chút xíu à. Phía trước của nó không? À, Sang với mấy đứa vừa mới đi hết cái căn nhà mà người đi khám phá. Nhưng mà căn nhà thì nó cũng không có cái gì hết cho mọi người. Đồ đạc thì chủ nhân cũng đã lấy đi hết rồi. Ở phía trong nhà thì bỏ hoang lâu á, nên mọi người thấy nè. Nó rất là dơ cũng như rất là cũ kỹ á. Sang vừa mới kéo cái tấm bạt ở ngoài vào phía trong đây. Hai đứa sẽ núp ở phía trong góc tấm bạt này. Rồi anh như dẫn với lại ba đứa kia ha, sẽ vào trong nhà khám phá. Khi nào mà mấy đứa nó tới cái tấm bạc này á, và nó kéo tấm bạc ra thì mấy đứa sẽ đứng dậy và hù hai đứa nhỏ kia nha. Ba đứa nhỏ kia nha. Rồi ngồi xuống nè, lấy cục gạch kê đi, lấy cục gạch kê đi. Kê kê, lấy thái cục gạch. Khi nào mà anh rọi đèn cũng như là có người chạm cái tấm bạc là mấy đứa đứng lên nha. Rồi xe sát đi, căng lên nha. Căng lên nha. Đây mọi người. À, sẽ có cái điều bất ngờ ở phía sau tấm bạc này dành cho ba đứa nhỏ nha mọi người. Để mà mình trả thù mấy đứa nhỏ. Thôi rồi, giờ mấy đứa núp ở đây nha. Còn anh với Dẫn sẽ quay về cái chỗ cắm trại. Cũng như là kêu ba đứa nhỏ nó dậy em người. Đi Dẫn. Mở ra đi. Để kêu mấy đứa dậy. Bắt đầu kế hoạch của mình nha. Cục nhái. Nó không kéo cái này mà nó ngủ được hay thì chứ. Kéo này xuống luôn đi. Đây này, ba đứa nó còn ngủ luôn. Đây này, ngủ mà lỗ mũi ra mồ hôi luôn. Cán ra mồ hôi luôn. Bên đây nè. Kéo cái kia ướt hết mồ hôi luôn. Đi đi dậy, đi đi ra cái máy vòng anh nè. Mình cầm cái đèn đó đi nè. Cầm đèn Minh nè. Mình cho đèn cái này luôn nè. Mình đây. Mình còn sợ ma không? Dạ không. Chắc không? Dạ. Thầy hè hết sợ ma ha? Dạ. Tỉnh ngủ ha? Dạ. Tâm sợ ma không? Dạ không đúng không? Ba đứa là không sợ ma đúng không? Chắc dạ. Thế à? Giờ thì anh với Dảnh với lại ba đứa sẽ đi khám phá nhà ngoan nha. Dạ. Còn hai đứa ngủ kia, hai đứa bự kia cho nó ngủ đi. Tại vì nó bự quá, nó khám phá nhà ngoan thì 5-6 đứa vô đó thì không có gì hấp dẫn như mấy đứa. Dạ. Rồi, mở đèn pin lên đi. Nghe chưa? Dạ. Sẵn sàng ha? Dạ. Nói câu sẵn sàng rồi.
Sẵn sàng. Đi. Nói đèn lên. Đèn đâu? Ừ, cầm hai cái luôn. Ba em đi rước biết đường không? Căn nhà quan nè. Tối hôm nay là có trăng đó Minh. Trăng này là biết có cái gì không? Dạ không. Người sói xuất hiện á. Biết người sói không? Nè, trăng còn veo nè. Có trăng ở trên kia kìa. Đi. Ừ, người sói ăn hết rồi. Coi chừng cái cỏ nó móc nha. Nhìn mấy đứa cũng đã tiếp cận sát với cái căn nhà hoang rồi nha mọi người. Ở đó là cánh cửa duy nhất để đi vào căn nhà hoang như mấy đứa. Mình phải leo qua cửa sổ, tại vì ở đây có cái đường đi nè. Còn bên kia là cỏ nó mọc hết rồi nên cũng không vào được nha. Bây giờ đi. Anh đi trước. Mấy đứa đi sao quên. Để xem đi trước rồi đi. Bật đèn lên mấy đứa. Bật đèn sáng lên. Bật đèn lên tắm. Cho sáng rồi dưới chân rồi đi. Đó, đi. Đây là cái cửa sổ đi vào nhà nè mọi người. Mẹ cho Minh nhìn lại nè. Nhìn này có dám vô. Bình thường mới ha. Rồi lên trước đi. Mời luôn, Minh là người đặt chân đầu tiên vào trong cái căn nhà hoang này để khám phá. Hai ba. Sao vậy? Không tới hả? Rồi bước qua cái kia, cái cục xuống. Ok được ok. Rồi. Bước vô trong chút tới anh vô. Sao vô đây coi. Khó vô quá. Đi ra sập cái vô. Rồi. Đứng, rồi bước xuống thôi, để sập giường, rồi Tâm vô đi. Rồi dẫn vô đi. Cái giường này còn phải. Cái giường còn mới hả? Thấy gì chưa Minh? Đó, ở có ma nữ ở đây, thấy chưa? Giờ đi khám phá nha. Dạ. Có sợ ma nữ không? Dạ không. Không sợ hả? Dạ. Đây ma nữ kìa. Đi. Đi từ từ thôi, khám phá mà mình đi từ từ thôi. Đây nè, khám phá phòng này đi. Có cái móc áo. Có móc áo à? Đâu? À cái chỗ treo đồ. Từ đây cửa sổ đó mình. Cái cửa sổ thì mình có thể là nhìn được ở ra phía ngoài mà cỏ nó mọc nhiều quá rồi bít hết cửa sổ luôn. Đây nè. Bít hết cửa sổ luôn. Gì vậy? Cái gì đó? Búp bê. Đâu? Búp bê đâu? Cái tàu đó có gì? Đi, ba phòng kia. Ba đứa nhỏ đi trước đi. Anh đi sau đây nè. Khám phá phòng này, rồi ba đứa nhỏ vô khám phá. Thấy chưa? Đó ma nữ nhậu lon bia rồi, thấy chưa? Đi. Phòng này cũng như phòng kia, đâu có gì đâu. Cái gì kìa Minh? Đâu có gì đâu. Mấy cái phòng thì đa số là người ta dọn đi hết rồi mọi người. Không còn gì ở phía trong hết cả. Chỉ còn cái phòng trống thôi. Nói chung là cái nhà này cũng không ghê đâu. Đi. Giờ thì sẽ khám phá tiếp cái phòng khách. Cái gì á? Có cái bạc đó là gì Minh? Mình còn sợ ma không Minh? Em hết sợ rồi anh sang. Em hết sợ rồi anh sang. Chị, ai, đứa này tự. Minh, đứa này, cái gì vậy? Em không biết anh ơi. Cái gì mà chạy dữ vậy? Không, đứng lại đi, từ từ. Thằng Tâm đâu rồi? Có cái gì đâu anh, có thấy cái gì đâu. Dạnh nó thấy gì không? Đâu có cái gì đúng không? Dở cái bạc lên mà chạy ghê hả? Em biết em thấy cái gì mà trong trống không? Nó ra sao? Em thấy rõ
Chưa thấy gì hết đã chạy rồi, anh có thấy cái gì đâu. Vô lại đi. Toàn thấy cái gì hồi nãy mà em dở lên thấy cái gì? Em muốn thấy nữa. Em muốn thấy nữa. Vậy sao chạy dữ hả? Em thấy là gì? Nó ra làm sao? Con mắc máu không? Mắc máu không hả? Dạ. Anh với Nhã có thấy cái gì đâu. Mình đi tưởng tượng nhiều quá đó, đi lại đi. Mới dở cái bạc lên chưa gì đã chạy rồi. Mệt. Ui sập. Mà thấy cái gì không? Dạ không. Mà thấy mắt máu cùng em với em. À nó với hả? Dạ. Anh đứng sau lưng mà anh có thấy cái gì đâu. Đi, đi vô lại đi. Chưa có khám phá được gì hết mà. Để lên anh đi chút cho. Cái gì mà sợ dữ vậy? Nhát quá. Vậy mà kêu không sợ ma. Nói lại coi, sợ ma không? Chị sợ. Sợ ta hả? Chết rồi. Đây nè, Minh. Có cái gì đâu, thấy chưa? Em thấy nó ở đây. Ở đâu? Ở đây. Rồi nó ra sao? Thấy mắc máu không? Mắc máu không hả? Dạ. Rồi nó nhúc nhích ra làm gì không? Anh đứng ngay đây mà anh có thấy cái gì đâu. Tại dở tôi đặt lại coi. Thấy cái gì em? Có không? Hồi nãy anh đứng ngay đây nè. Minh, thằng Toàn đứng ngay đó đúng không? Thằng nào nữa? Minh đứng ngay đó dở cái bạc ra đúng không? Dạ. Thấy tự nhiên dở cái bạc ra bỏ chạy với anh có thấy cái gì đâu. Em biết. Đi đi chú đi vậy? Nhanh. Nhanh đi chú. Ba đứa đi sau nè. Đó, anh đi trước cho anh khám phá cho mấy đứa coi nè. Chứ có cái gì đâu. Bình thường. Tại mấy đứa là mấy đứa suy nghĩ nhiều quá. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời. Cái gì vậy? Thôi tháo mắt ra đây đi. Dạ. Cái gì vậy? Em biết anh Sang. Sao nằm đây? Ma. Anh Toàn thấy cái gì? Em thấy nửa cái mình đó luôn. Nửa cái mình đó luôn hả? Dạ. Rồi nó làm sao? Nó hù tụi em. Sao em thấy rồi, sao em chạy? Anh Tâm. Em thấy nó tóc dài với em đầu đinh. Là hai con luôn hả? Dạ. Một con tóc dài. Dạ. Dài tới đâu? Dạ tới đây nè. Rồi một con đầu đinh. Con đầu đinh trắng móc à? Đầu đinh trắng móc luôn. Dạ. Này nhìn lại cái này nè. Dảnh, dảnh ở đây đi. Dảnh, dảnh xuống đây đi. Kìa thấy gì không? Hai con ma ra đi, hai con ma ơi. Nè, lại đây. Lại đây. Nè, thấy con gì chưa? Nhìn đi. Đứng yên. Ai à? Gỡ ra đi, thằng Thái với thằng Văn mà. Ôi, coi cái đó giống ma thiệt luôn. Lá nhớ gì luôn. Vậy ai bảo là không còn sợ ma nữa? Em không biết nữa. Vậy là còn sợ ma là hết. Dạ, sợ. Sợ loại rồi hả? Dạ. Biết sao không? Bữa hổm là cái đợt nhuộm tóc á, anh chưa có cơ hội trả thù. Hôm nay khám phá nhà quan thôi trả thù một lần nha. Dạ. Không giận nha. Dạ. Hết sợ chưa? Dạ không sợ. Nè, cho đeo vô nè. Nè. Nó đem về làm kỷ niệm. Dạ. Thôi đi ra đi Văn. Dạ. Thôi hai mấy đứa đi ra. Nhà quan thì Sang cũng khám phá xong rồi mọi người. À. Nè. Ma đầu đinh nè Tâm. Nói ma đầu đinh nè. Đầu trắng bóc ma đầu đinh nè. Đầu trắng bóc. Nè cho là tối nay ôm ngủ nè. Đi đi về cái chỗ ngủ sao không? Sao không? Sợ. Giờ cần anh ngủ chung không? Cái không đâu, hai ngủ liều mà sợ gì. Đang ngủ bên nè. Nay ngủ như chết luôn. Bốn người ngủ chung một cái liều đó hả? Thôi kéo mùng lên đi. Rồi
Tối nay là ma đầu đinh là chúc mấy đứa ngủ ngon nha. Rồi ma mặc đi ngủ em. 38 phút tối nha mọi người. Sang mấy dưới mấy đứa vào trong lều ngủ được một giấc rồi. Thì có hai ba chú luôn chạy xe máy xuống tới cái đoạn chỗ này mọi người. Tại vì chú bảo là nãy nghe tiếng la á. Tại vì Thái lúc nãy là la rất là lớn để hù ba đứa nhỏ này. Thì mấy người cách ở đây một đoạn á, có cái nhà phía dưới đây, người ta nghe tiếng la, người ta chạy lên á. Rồi người ta bảo là mấy anh em sang thôi về đi, không có quay cái gì ở đây nữa hết. Thì có người lên không cho quay thì thôi, có lẽ là sang mấy đứa gom hết đồ đạc về nha mấy đứa. Dạ. Tính là ngủ lại tới sáng để làm một cái thử thách là 24 giờ ở khám phá nhà quan. Nhưng mà khi nãy là tiếc một cái là Thái la to quá mọi người. Làm cho hàng xóm xung quanh đây á, là người ta tưởng có chuyện gì xảy ra, người ta chạy lên. Nên thôi giờ thì mấy anh em sang thu hết đồ đạc rồi đi về. Có lẽ là kiếm một cái nhà, dịp nào đó kiếm một cái nhà quan khác để làm thử thách sau nha. Dạ. Hôm nay thì dù sao cũng là một cái thành công mãn nguyện rồi. Vì đã trả thù được Minh với lại Tâm nha. Còn Thiếu Tấn là chưa kịp trả thù được thôi. Có dịp nào thôi nha. Còn clip hôm nay thì cũng khá dài rồi. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang với mấy đứa. Còn bây giờ thì Sang với mấy đứa chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye. Bye.